Cô xin chào các bạn học sinh trường tiểu học Võ Thị Sáu đến với bài giảng trực tuyến môn thể dục lớp 4. Trong tiết học hôm nay, chúng ta cùng thực hiện nội dung của tuần 23 và 24. Bài bật xa. Mục tiêu của bài học hôm nay là biết và thực hiện tương đối đúng động tác bật xa, địa điểm sân tập rộng rãi, thoáng mát. Trước khi bắt đầu tiết học hôm nay, các bạn hãy khởi động cùng cô nào. Tiếp theo các bạn hãy cùng cô ôn lại 8 động tác của bài thể dục phát triển chung nhé. Bây giờ mời các bạn đến với nội dung chính của tiết học hôm nay, học kỹ thuật bật xa.
Các bạn hãy quan sát cô thực hiện động tác mẫu. Sau đây, chúng ta cùng phân tích kỹ thuật của động tác. Tư thế chuẩn bị, đứng hai chân chậm, mũi chân sát mép và xuất phát, hai tay buông tự nhiên. Nhịp 1. Từ tư thế chuẩn bị, hai tay đưa ra trước lên cao, kết hợp dưỡng thân, hai chân kiển gót. Nhịp 2. Vung hai tay từ trên cao xuống thấp ra sau, quỵ gối, hai chân chạm đất bằng cả bàn chân, thân trên ngã ra trước. Nhịp 3, hai bàn chân đạp mạnh xuống đất, kết hợp với đánh mạnh tay lấy đà để bật người rời khỏi mặt đất, lên cao ra trước. Khi hai bàn chân chạm đất, chùng chân để giảm chấn động, phối hợp với đưa hai tay ra trước để giữ thăng bằng. Chúng ta vừa phân tích xong kỹ thuật của động tác bật xa, bây giờ các bạn hãy cùng cô thực hiện lại toàn bộ động tác nhé. Các bạn hãy cùng cô tập luyện nào. Qua tiết học hôm nay, cô tin là các bạn đã nắm được kỹ thuật vượt xa rồi phải không nào? Cô mong rằng trong thời gian tạm nghỉ tránh dịch, các bạn thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe của bản thân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!